Đã hơn một tuần nay rồi em không test, không quay lên cho các bác rồi. Đó do nó liên quan đến nhà đang cắt đá nhiều quá, ồn ào. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý vị một số dòng loa tầm giá bình dân. Dòng loa này em sẽ đăng bên kênh Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ. Đấy, nhà thì vẫn máy cắt liên tục, các bác thông cảm. Sau đây em sẽ báo giá lần lượt này. Cho cái dãy trên mấy con nhỏ nhỏ trước, xuống dãy dưới rồi. Đây là con Radium loa Canada. Loa Canada này. Radium loa Canada. Chưa. Người này. Thùng vách còn rất là đẹp loa Canada. Con này là bát 20. Màng giấy, gân mút. Màng mút. Tép đom. Tép đom con này còn zin từ ốc. Em giới thiệu qua một lượt giá đã, cho nhanh. Con này mức giá 2,9 triệu. 2,9 triệu đó. Con này 2,9 triệu. Sang đến tiếp theo, đó là con loa cũng đến từ Canada, đó là MSL-1A. MSL-1A. Số series còn hết này. Con gì series còn nguyên nhé, series xịn của nó luôn đấy. Con này có mức giá cũng 2,9 triệu. Còn radio này kích thước chiều ngang thùng là, thôi chút điểm giới thiệu chi tiết, 2,9 triệu. Con này Minager M290 cũng loa Canada, 2,9 triệu tiếp, 3 đôi loa 2,9 triệu. Sang đến bên đây, đó là đôi loa Kenwood đến từ hàng xuất Made in USA. Con này 280W một đôi này. Giá kê đè này biết giá đâu một lần. Nhắc ra nào. Giá 4,8 triệu ạ. 4,8 triệu. Sang đến bên đây, đó là loa JBL L3. JBL L3 nhé. Hàng đẹp cao cấp luôn nhé. Hàng đẹp. Con này có mức giá là 9,8 triệu. Đối với dòng đẹp còn tầm hơn 7 triệu không có. Nhưng mà dòng nó sẽ không được đẹp như thế. JBL L3. Sang đến tiếp tục, đó là đôi loa Facetech, dòng loa đến từ nước Mỹ. Hàng này của Made in USA. Facetech loa cây. Facetech Euro. Dòng này có mức giá là 7,9 triệu. Tiếp tục đến nữa là đôi Avancer. Anh cứ quay, anh cứ cắt thôi. Avancer LABS. Con này là loa cây, loa thùng. Cũng mức giá 7,9 triệu, đôi loa vàng này. Tiếp tục đến đôi loa JBL. JBL HLS615. Lỗ thu ở phía sau. Con này tép kèn bát. Con này mức giá 4,8 triệu. 4,8 triệu. Tiếp tục đến đôi loa đến từ nước Đức. Đôi loa của Đức. Đôi loa của Đức này là đôi loa MB Watt nhé. Loa của Đức này, MB Watt có mức giá là 6,8 triệu. Sang tiếp tục đôi loa MB Watt màu vàng nữa. Màu bên cạnh. Con loa MB Watt màu vàng QL60C. MB Watt này. Con này là 180W. 4 loa một thùng. 180W. Con này vỏ màu vàng này. Nó hết cả giá, không biết được nào mà tìm giá. Con này mức giá 8,9 triệu. 8,9 triệu. Sang đến bên đây. Đó là đôi thôi, cho bên kia vào đi. Quay nữa. Để lực phát cho vào. Cho vào trong kiệu được. Cho đến bên đây. Đó là đôi loa Boston. Dòng loa đến từ Mỹ. Dòng loa Boston này, thương hiệu quá nổi tiếng. Màu vàng ươm, loa Boston. Đôi loa Boston này. Đôi loa này cũng có mức giá xem nào. Loa cao cấp đấy. Chất của nó đấy bạn. Con Boston này khổ thế đấy, mẹ xếp đè hết cả giá, không biết được nào một lần các bạn. Bút tần này em xin ở đây. Có bút tần này 12,8 triệu. 12,8 triệu. Và đây là đôi loa toàn giải Lily, dòng loa bát 40 loa toàn giải. Có clip test cho các bác rồi, 16,8 triệu. Sang đến bên đây. Cũng đôi loa 16,8 triệu, đó là đôi loa FMI. Dòng loa FMI bác. Bác, các bác đã nghe đôi này chưa? FP này. Loa FP cũng có mức giá 16,8 triệu. Đôi này các bác cứ search tìm hiểu hộ em nhé.
Admi nhé, bát 30 bầu dục cấp lồng, các bác cứ tìm hiểu chán đi, cấp lồng 16.800. Tiếp tục đến đôi loa JBL khủng có mức giá là 9.800, tép kèn ở giữa, 2 bát 20. Và đây là đôi loa kép 103. Con kép này bác nhìn ở phía trước nhé, một trung này, một tép đồng trục và hai con loa bát súp ở bên trong. Con này có loa súp bên trong, hai con thì phải, hình như là hai con. Đây có hai cầu đánh B-Way. Con kép này là con kép 103 4S, hàng made in England. Được chưa? 11.900. Con này thì quá phê rồi. Tiếp tục đến với con loa nữa, đó là con loa monitor 10BL. Monitor, dòng loa monitor, loa kiểm áp monitor với 3 quay, dòng loa Canada, bát 25, trung giấy, tép giấy, thùng cao 30, ngang 30, sâu 25, chiều cao từ 50, giá 39.